Trong khoảng 3 năm trở lại đây, Honda Việt Nam đã tổ chức 21 chặng đua xe cả chuyên nghiệp và bán chuyên tại nhiều tỉnh miền Nam thuộc giải đua xe mô tô toàn quốc tranh cúp quốc gia. Những chặng đua do Honda tổ chức đã thu hút hàng trăm nghìn lượt khán giả tại các tỉnh phía Nam, cũng như sự quan tâm lớn của các đơn vị truyền thông. Qua năm 2018, khi đã có 3 năm kinh nghiệm tổ chức các chặng đua riêng, Honda Việt Nam đã đi đến một quyết định lịch sử cho nền đua xe thể thao Việt Nam bằng việc chính thức tổ chức giải đua xe mô tô chuyên nghiệp đầu tiên mang tên Giải đua xe mô tô Việt Nam 2018, Việt Nam Motor Racing Championship 2018. Chặng đầu tiên của giải đua lịch sử này được tổ chức tại trường đua 2K Bình Dương, điểm đến tốc độ quen thuộc của những bạn trẻ đam mê xe hai bánh ở các tỉnh Nam Bộ. Giải đua xe mô tô Việt Nam 2018 có sự khác biệt được thể hiện ở cách thức tổ chức giải và tầm nhìn dài hạn của ban tổ chức cũng như của Honda Việt Nam. Đây là giải đấu chuyên nghiệp bao gồm nhiều vòng thi đấu diễn ra tại các trường đua lớn như trường đua Đại Nam, trường đua 2K tại Bình Dương hoặc một số tỉnh thành khác có trường đua đạt tiêu chuẩn. Đây là lần đầu tiên các tay đua trẻ được trải nghiệm thể thức đua xe tính điểm theo vòng tại một giải đấu được tổ chức tại Việt Nam. Kết quả của từng vòng sẽ được tổng hợp và vận động viên có số điểm tổng sắp cao nhất sẽ giành chức vô địch của năm. Đó là cách thức đua tương tự như các giải đua mang tầm vóc quốc tế và châu lục, điển hình như giải MotoGP và Asia Road Racing Championship. Để xây dựng một cái giải đua chuyên nghiệp ở Việt Nam thì chúng tôi đã phải đi tham khảo những cái giải đua ở châu Á, như ví dụ như giải AAC, giải Malaysia Cup Prix và các giải đấu nội địa của bên Nhật Bản để chúng tôi tham khảo và xây dựng những cái giải đua trong nước của Việt Nam. Thực ra chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn về cơ sở vật chất. Ví dụ như sân đua của chúng ta thì sân 2 cua giờ hiện tại ở Việt Nam chỉ có 3 sân mà giờ chỉ có 2 sân có thể đảm bảo sử dụng được. Và các sân này thì trang thiết bị cũng chưa được chuẩn hóa, ví dụ như hệ thống tự động tính giờ là chúng ta hiện tại vẫn phải sử dụng bằng tính bằng tay. Thứ tiếp nữa là do thói quen của vận động viên cũng như là các câu lạc bộ và trọng tài trong nước thì họ chưa được chuyên nghiệp và chưa quen được với cái cách vận hành mà chúng tôi đưa ra. Theo kế hoạch đặt ra chúng tôi cần khoảng 3 đến 5 năm để có một cái hệ thống giải thực sự chuyên nghiệp. Thì Honda Việt Nam sẽ cố gắng để thứ nhất là tiếp tục cái hệ thống đua giải vô địch quốc gia này, cộng điểm cho các vận động viên tiếp tục trong các năm tới. Tiếp nữa là chúng ta sẽ cố gắng để đưa càng nhiều vận động viên ra nước ngoài thi đấu càng tốt để các bạn có cọ sát và về để truyền lại những cái kinh nghiệm thi đấu nước ngoài cho mọi người để mọi người cùng nhau học hỏi được thêm. Chúng tôi bắt đầu thực hiện công tác đào tạo trọng tài từ tháng 1 năm 2018. Hồi tháng 1, chúng tôi đào tạo cả lý thuyết và thực hành. Trước chặng đua này, chúng tôi đã tập trung đào tạo phần thực hành. Có thể nói những vị trọng tài trẻ có mặt tại trường đua ngày hôm nay đều đã đạt mức trình độ và kinh nghiệm nhất định. Ở Nhật Bản, các trọng tài chỉ cần tham dự 3 kỳ tập huấn là họ đã có chứng chỉ. Ở Việt Nam thì quá trình đào tạo khắc nghiệt hơn vì các trọng tài Việt Nam cần vượt qua 1 kỳ tập huấn lý thuyết, 3 kỳ tập huấn thực hành và cuối quá trình tập huấn, các trọng tài cần phải thi thực hành và trắc nghiệm để đạt được giấy chứng nhận. Công tác tập huấn trọng tài là vô cùng quan trọng, kể cả tại giải đấu non trẻ ở Việt Nam hay tại bất kỳ một giải đấu nào khác. Việc tập huấn chuyên sâu giúp các trọng tài Việt Nam tích lũy thêm kinh nghiệm cả về mặt lý thuyết lẫn thực hành. Những trọng tài kinh nghiệm hơn, hiểu luật hơn sẽ đảm bảo sự an toàn và công bằng cho các vận động viên trên sân và giúp khán giả đến sân có thể thưởng thức môn thể thao đua xe một cách trọn vẹn. Sức hút của giải đua xe chuyên nghiệp đầu tiên này có thể cho là lớn hơn gấp bội với gần 100 vận động viên đăng ký thi tuyển. Sau những vòng đấu tuyển gắt gao, ban tổ chức đã tìm ra 12 tay đua chính thức thi đấu ở hạng mục xe MSX125, 12 tay đua tranh tài ở hạng mục xe Winner150, 12 tay đua tham gia tại hạng mục xe Blade110 và hạng mục xe Way54Ly là sự góp mặt của 16 tay đua đến từ 11 câu lạc bộ. Bữa tiệc tốc độ khởi đầu bằng nội dung Blade110, đây là hạng mục của những chiếc xe đua có dung tích động cơ nhỏ nhất trong 4 hạng mục thi, nhưng điều đó không có nghĩa là sự cạnh tranh bị giảm bớt. Đúng như dự đoán của giới chuyên môn, tất cả 12 vận động viên tranh tài ở hạng mục Blade110 phân khối đều chủ động bứt tốc ngay từ vạch xuất phát để giành lợi thế sớm. Trường đua 2K có rất nhiều khúc cua trái phải liên tục, nên từng pha vào cua của các tay đua đều mang lại những tiếng hò reo phấn khích trên khán đài. Những chiếc xe Honda Blade110 được nâng cấp hệ thống xả, hệ thống giảm sóc, tay lái và lốp xe đua chuyên dụng. Đó là những nâng cấp để Honda Blade có thể phát huy tối đa tốc độ trên trường đua 2K. Kết thúc 12 vòng đua, vận động viên Phạm Chánh Trực số đeo 45 đã xuất sắc cán đích ở vị trí đầu tiên, vận động viên Nguyễn Minh Nam số đeo 51 về đích ở vị trí thứ 2 và vị trí thứ 3 thuộc về số đeo 47. Thank you.
Diễn biến ở nội dung MSX 125 phân khối có nhiều kịch tính hơn nhiều so với hạng mục LED 110. Một cơn dông lớn đã khiến mặt đường ướt sũng nước, thậm chí ban tổ chức đã phải trì hoãn thời gian xuất phát để đợi tình hình thời tiết khả quan hơn. Dù vậy, cơn mưa dông như chút nước đã tạnh hẳn chỉ sau 10 phút và ban tổ chức chỉ cần thêm 5 phút để dọn dẹp mặt sân. Do đó, người hâm mộ không phải chờ quá lâu để có thể tiếp tục thưởng thức bữa tiệc tốc độ. 12 tay đua với những chiếc xe Honda MSX phiên bản đua đã có một màn xuất phát với tốc độ cao hơn nhiều so với xe Honda Blade. Những chiếc xe MSX mạnh mẽ hơn Blade nhưng có trục cơ sở ngắn hơn, nên những tay đua cũng cần sở hữu kỹ năng điều khiển xe tốt hơn để có thể ôm cua ở tốc độ cao. Ở vòng đua phân hạng, những vận động viên được đánh giá là hạt giống ở hạng mục MSX 125 phân khối đều đạt kết quả khả quan với thành tích của mỗi vận động viên, chỉ cách nhau vài trăm mili giây. Tuy nhiên, khi bước vào vòng đua chính thức, thì vị trí của 4 tay đua thuộc top đầu đã có sự xáo trộn đầy bất ngờ khi Nguyễn Võ Anh Hiệp, số đeo 14 đã trượt ngã sau một pha tranh chấp khốc liệt. Trong khi đó, vận động viên Tô Hà Đông Hiếu, số đeo 18 đã xuất sắc vươn lên từ vị trí xuất phát thứ tư và cán đích đầu tiên. Đây là một kết quả xứng đáng cho một trong những vận động viên được kỳ vọng sẽ có giải chung cuộc. Hai vị trí thứ nhì và thứ ba lần lượt thuộc về Lê Trọng Vinh, số đeo 24 và Nguyễn Ngọc Nhân, số đeo 43. Tôi xuất phát vị trí thứ tư và khi đó trời vừa hết mưa và đường rất là trơn trượt. Khi vào cua thì cái độ bám của đường với bánh xe không có được như trời nắng. Khi qua cua thứ hai là tôi đã vượt lên vị trí thứ nhất và từ đó để chạy hết số vòng và về nhất. Khi mà đua tính điểm thì sẽ tạo cho những vận động viên sự cố gắng ở những đợt chạy sau khi mà đợt trước chưa có giải. Sự phấn khích càng được đẩy lên cao trào với những vòng đua có tốc độ chóng mặt ở hạng mục Winner 150 phân khối. Tốc độ trung bình của cả 12 vận động viên cũng cao hơn hẳn so với hai nội dung đua trước đó. Nhiều người đã dự đoán rằng những tay đua nào tận dụng được trọn vẹn tiềm năng của Honda Winner sẽ dễ dàng vươn lên top dẫn đầu và diễn biến trên đường đua đã phản ánh đúng nhận định này. Những vận động viên có thành tích tốt nhất ở vòng phân hạng đã nhanh chóng tạo ra khoảng cách so với top giữa và top cuối. Tuy nhiên, trọn vẹn 12 vòng đua của hạng mục Winner 150 đều đầy ắp những pha ganh đua một chọi một vô cùng quyết liệt. Điển hình là những pha vượt mặt liên tiếp giữa Nguyễn Ngọc Hồ số đeo 21 và Nguyễn Hoàng Tiến số đeo 26. Hai vận động viên có tuổi đời rất trẻ này liên tục hoán đổi vị trí và tạo ra hàng loạt pha sau kè mãn nhãn, thậm chí là vượt xe ngay ở đỉnh cua. Tuy nhiên, Nguyễn Anh Tuấn số đeo 08 và Lê Hùng Hữu Tín số đeo 03 mới là những vận động viên cán đích đầu tiên. Nguyễn Anh Tuấn về đích ở vị trí quán quân và Lê Hùng Hữu Tín cán đích ở vị trí thứ hai. Tay đua Nguyễn Ngọc Hồ số đeo 21 dù đã cống hiến những tình huống đẹp mắt nhưng vẫn chỉ về đích ở vị trí thứ ba. Hạng mục thi đấu cuối cùng là Honda Way thị trường. Đây là hạng mục thi đấu có sự đa dạng lớn nhất về cả trình độ tay đua cũng như những chiếc xe tham dự. Vận động viên nổi tiếng nhất và dày dặn kinh nghiệm nhất ở hạng mục Way thị trường không ai khác chính là Bùi Duy Thông, tay đua đầu tiên và duy nhất bước lên bục vinh quang ở đấu trường quốc tế tính đến thời điểm hiện tại. Tuy nhiên, tại trận đầu tiên của giải đua Việt Nam Motor Racing Championship 2018, Duy Thông đã gặp phải kỳ phùng địch thủ, đó chính là Lê Khánh Lộc số đeo 17, một tay đua đang trưởng thành từng ngày ở giải Asia Road Racing Championship. Ngay trước khi cán đích, Lê Khánh Lộc đã tạo ra khoảng cách đủ xa với Bùi Duy Thông để tự tin thực hiện một pha bốc đầu đầy ngẫu hứng nhằm ăn mừng chiến thắng. Một chiến thắng hoàn toàn xứng đáng dành cho anh. Kết quả chung cuộc, Lê Khánh Lộc số đeo 17 về nhất, Bùi Duy Thông số đeo 01 về nhì và Huỳnh Minh Sang số đeo 28 về đích ở vị trí thứ 3. Dạ, nay về được vị trí thứ nhất là nhờ sự rèn luyện cố gắng của em và sự nỗ lực trong trận đấu. Em cố gắng duy trì hạng nhất từ vòng đầu đến vòng kết thúc cuộc đua, cũng có thể có rất nhiều người tranh chấp trong mấy vòng đua. Em phải cố gắng các vòng đua thật là lẹ trong những khúc cua để em có thể không để cho họ vượt. Chiếc xe của tôi thì khá là ok và tôi đã bị cản trở vì các tay đua khác cho nên tôi không có thể được vươn lên được vị trí đầu tiên. So với hạng mục tôi thi đấu thì các tay đua họ rất là chuyên nghiệp và họ rất là chạy đều với nhau. Thì muốn sự chiến thắng thì cũng khó để chiến thắng được và phải có kỹ thuật và chiếc xe thật tốt thì mình có thể giành được phần thắng. Có lẽ chưa một cuộc đua nào tại trường đua 2K lại có nhiều điều đặc biệt và bất ngờ như chặng đua mở màn mùa giải Việt Nam Motor Racing Championship 2018.
có rất nhiều yếu tố bất lợi ập đến, nhưng Honda Việt Nam Racing vẫn bình tĩnh giải quyết mọi khó khăn để có một màn ra mắt giải đua mới, tuy không hoàn hảo tuyệt đối nhưng đầy hứa hẹn. Màn mở đầu này gợi lên niềm hy vọng về một nền đua xe Việt Nam thực sự chuyên nghiệp. Đó là niềm hy vọng được vun đắp bởi những nỗ lực phi thường và khát khao cháy bỏng, khát khao đưa tay đua Việt Nam đến với trường đua MotoGP.